Trong ba người thì em thấy hai anh này thì đều đứng thẳng hết, nhưng mà có cái anh đứng bên thứ ba đứng nhìn rất là dáng, rất là fashion kiểu như vậy. Nhưng mà em cũng đang ấn tượng về anh đó. Tiến thì sao? Em ấn tượng với người đứng thẳng. Là cái đây, đây. Anh đứng giữa là thẳng nhất. Thôi chắc là chúng ta sẽ đến với phần trò chuyện của chàng trai đầu tiên đi, để xem có ấn tượng hơn hay không nha. Xin mời bạn đầu tiên. Xin chào, tôi là Mèo Ú. Tôi rất yêu mèo. Tôi có nuôi hai con mèo tên là Moni và Sai. Tính cách của tôi thì rất hòa đồng, dễ chịu, dễ kết bạn. Ra đường thì lúc nào tôi cũng vui vẻ. Nhưng khi ở nhà tôi lại suy tư đủ điều về cuộc sống, gia đình, về tình cảm. Mỗi khi thất tình thì tôi thường hay sáng tác nhạc. Nhưng tôi không dám gọi mình là nhạc sĩ. Khiếu giác của tôi rất nhạy. Chỉ cần bước vào phòng, tôi có thể ngửi thấy nhiều mùi. Hễ có mùi lạ là biết ngay đó là mùi gì. Tôi thích những con người dễ thương, hiền giống mình. Với giác quan thứ 6, tôi có thể nhìn ra người ta có hợp lòng với mình hay không. Wow. Một chàng trai có biệt danh là Mèo Ú, có cái khứu giác rất mạnh. Anh mặc dù nickname là Mèo Ú, nhưng mà em thấy là không ú. Thì nhưng mà em lại có vẻ rằng là cái kiểu người hay đa sầu đa cảm. Những người gương mặt sầu đa cảm thì cái ánh mắt của họ thì không tròn lắm. Nó buồn buồn à, nó buồn buồn, nó hơi có vẻ cụp cụp xuống vậy đó. Sao chị diễn tả em thấy giống anh Vinh quá vậy? Không, mắt anh Vinh là mắt hí em. Anh Vinh là mắt hí em. Hí em. Khác chị đây, nó cặp mắt buồn, nó khác. Vậy nha. Hiểu không? Mắt anh Vinh hai mí mà hí đâu, hí là không có mí nào. Đúng vậy. Bởi mắt Vinh lạ, hí mà có mí. Em nói mắt hí giờ không dám nhìn xuống luôn em. Cái mắt nó to. Những người đàn ông mà như vậy thì thường gây được sự chú ý đối với em. Có nghĩa là gương mặt họ buồn nhưng mà theo em thấy thì đẹp. Đẹp bởi vì mình cảm thấy là trong cái gương mặt đó nó ẩn chứa một cái story, một cái câu chuyện gì đó, một cái nỗi niềm gì đó mà người ta không trải lòng ra được. Thì cảm thấy kiểu khí thương thương á. Rồi cảm ơn Tiến. Quên. Dạ. Nói vài câu có duyên nghe chơi cưng. Em tin vô cái giác quan của chị Tiến là con mắt bạn này là hơi hơi buồn. Mắt buồn á em. Dạ, mắt buồn. Mắt buồn cao đấy chị. Mũi cao á, mũi cao á. Mũi Hàn Quốc. Mũi Hàn Quốc. Mũi Hàn Quốc là mũi sao ta? Thường mũi Hàn Quốc là mũi sữa á cưng. Miệng thì chắc là miệng vừa phải. Miệng như thế nào gọi là vừa phải? Miệng như anh Vinh vậy. Miệng... Dạ đúng rồi, miệng như anh Vinh. Miệng anh Vinh là miệng vừa phải. Anh Vinh có một cái miệng vừa phải. Rồi, rất là rõ ràng về hình dung của chàng trai đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đến với chàng trai thứ hai, mời bạn. Xin chào, tôi có biệt danh là Xe Ben. Nghe thật ngầu không nào? Sở thích của tôi là nghe nhạc rap và chơi thể thao. Tôi thích những cô gái cá tính, nấu ăn ngon, bởi vì tôi ăn rất là nhiều. Món ăn yêu thích của tôi là gà luộc. Tôi thích những hoạt động thể thao mạnh mẽ như là đu xà, chạy bộ hoặc nhảy dây. Tôi nghĩ phụ nữ có giác quan thứ 6 rất mạnh mẽ trong tình yêu. Nhưng tôi không lo điều đó, bởi vì tôi là một người chân thành. Tin tôi đi, tôi không biết nói dối đâu. Cảm ơn bạn. Anh này chắc là chơi thể thao nhiều thì thường... Chơi thao nhiều thì thấy là mấy ảnh da nó ngâm ngâm đen hả chị ha? Dạ, dạ, dạ. Bánh mật. Rồi anh này là mắt hai mí. Mắt hai mí. Mặt chắc phải là kiểu mà vuông vuông. Mặt hình vuông không? Mặt hình vuông. Mặt vuông kỳ lắm anh. Hình vuông là như vậy luôn hả? Đúng, có cái người mặt hình vuông. Anh thấy vài người đặc biệt như vậy luôn. Là cái cầm nó bằng như cái mặt. Đúng rồi, 90 độ luôn em. Có không? Có thiệt. Nói không? Bạn của em gái anh mặc dung mà anh nói thiệt, anh lấy AK anh đâu dính luôn à. Ý em là nó không dung tới mức đó à. Nhưng mà nói chung là nó cũng có dương dương, kiểu như mặt chữ điền á, phải không? Dạ. Em hình dung thì chắc mặt anh này sẽ không chữ điền như Quỳnh đâu. Bởi vì là thường á, mình nói theo cái tỷ lệ thật nhiều thôi, thì những người mà chơi thể thao nhiều gương mặt sẽ bị hóp lại. Và mũi họ thì lại vừa phải. Mắt to đi. Chắc là mắt cũng sâu. Ừ, mắt to và sâu, chị cũng nghĩ vậy. Rồi, cảm ơn hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai cuối cùng, mời bạn. Bạn bè hay chiêu tôi là heo mọi. Vì khả năng ăn nhiều mà không mập của tôi có thể một mình ăn hết một con vịt quay một cách rất là ngon lành. Tôi còn thích cùng nhóm bạn và gia đình đi du lịch đến những địa danh có biển và núi như Côn Đảo, Sapa, Vũng Tàu, Đà Lạt hay Nha Trang. Riêng Đà Lạt, mỗi năm tôi đến đi một lần. Và chỉ đi một mình mà thôi. Cả ngày tôi đi tản bộ, chụp ảnh, thưởng thức những món ăn ngon, thật nhẹ nhàng và thư thái với không khí trong lành của Đà Lạt. Wow. Nghe bạn bè tôi bảo rằng những người yêu nhau cùng đi du lịch ở Đà Lạt thường về họ sẽ chia tay nhau. Nên tôi muốn thử một lần được cùng người yêu mình đến đó để hóa giải lời nguyền này. Wow.
Không nghe xong cái mình tưởng tượng liền một chàng trai đi lang thang cho Đà Lạt cầm nguyên con vịt quay, ăn hết con vịt quay, hình ảnh lãng mạn. Anh Vinh sao tự nhiên người ta diễn tả đẹp đẽ và qua cái miệng anh nó kỳ cục ra, nó trần tục đi. Ai mà lên Đà Lạt chưa đi chưa ăn con vịt quay? Xin lỗi khách mời, anh Vinh đẳng không có được ổn định đó. Anh hơi bị yếu binh chút. Không biết Khổng Tú Quỳnh nghe xong thì bạn cảm thấy như thế nào? Nghe cái giọng nói rồi cái cách mà anh nói về sở thích, em nghĩ là anh chàng này là một cái người mà nhìn có một cái nét gì đó nó kiểu là thư sinh chút xíu. Cho sao chị cười dữ vậy chị? Anh dịch vậy em nói thư sinh thì trên mạng hết một khung cái gì không có thư sinh nào mà một lần ăn hết một dịch hết trơn. Sao em cứ nghe tới anh uống mà em thích dữ vậy vậy? Không phải, tại vì cái hình ảnh thư sinh mà ăn hết một con vịt quay em cảm thấy nó không hợp lý cho lắm. Cho nên mới đi lên Đà Lạt lang thang cho nó nhẹ nhàng mất đi, hiểu không? Không sao, đó là ý thích của mỗi người thôi. Thư sinh nè. Dạ, mắt chắc là mắt mí lót nè. Miệng có dính mỡ không em? Mỡ vịt á. Thôi chị nói đi. Thật sự ra thì cái việc ẩm thực thì em không có đề cập đến. Thì em chỉ đề cập đến vấn đề là cái giọng nói. Giọng nói của bạn Heo Mọi thì rất là ấm áp. Rất là ấm áp, thì em không biết là có phải bạn là phát thanh viên hay là một VJ hay không. Nhưng mà thường thì em thấy phát thanh viên thì không có đẹp trai lắm. Em gặp rất là nhiều người, nói chung mà chỉ nghe cái giọng thôi, và mình tưởng tượng rằng cái giọng này phải đi với một cái gương mặt, phải nói là tương ứng, có nghĩa là phải một gương mặt rất là đẹp, phải đi với cái giọng rất là hay. Nhưng mà lần nào em cũng bị thất vọng hết. Thôi bây giờ chúng ta sẽ được chứng kiến họ có phải là những gì mà giống như chúng ta đã hình dung nãy giờ không nha. Xin mời. Wow. Ai? Ai là người một lần ăn một con vịt? Thôi. Ông này trắng. Đúng rồi, cũng có thể cái mặt ông đó có thể ăn hết một con vịt đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đoán từng người nha. Đầu tiên là chàng trai có nickname Mèo Ú. Theo Kim Tuyến thì Mèo Ú sẽ sở hữu gương mặt nào? 1, 2 hay 3? Em nghĩ là bạn Mèo Ú sẽ sở hữu gương mặt ốm nhất luôn á, gầy nhất luôn á. Em nghĩ số 1. Số 1. Còn em thì em nghĩ là Mèo Ú là số 2. Số 2 vì sao? Em không biết đâu, em có cảm giác như vậy. Anh thích cái đó. Anh thích cái sự không biết mà phán gì đó. Tiếp theo là anh Xe Ben. Anh Xe Ben thì em nghĩ là anh thứ 3. Gương mặt số 3. Gương mặt số 3 là Xe Ben. Tuyến. Em thì nghĩ là anh Xe Ben là gương mặt số 3. Xe Ben là gương mặt số 3 luôn. Hai bạn có đồng đáp án là Xe Ben sẽ là gương mặt số 3. Dạ phải. Vậy thì Tuyến sẽ đoán Heo Mọi là gương mặt số 2. Dạ phải. Quỳnh là gương mặt số 1. Rồi, như vậy thì chắc chúng ta sẽ vén tấm màn của anh chàng Xe Ben trước ha. Bởi vì cả hai đều cho rằng Xe Ben là gương mặt số 3. Xin mời. Mình mỗi người 5 điểm đầu tiên. Còn lại hai sự lựa chọn chéo nhau, chúng ta sẽ cùng vén một lúc hai bức màn luôn nha. Xin mời. Như vậy là Kim Tuyến đã đúng hết. Trời ơi, hay quá. Xin chúc mừng Kim Tuyến đã xuất sắc lấy trọn 15 điểm. Em đến chính là bạn số 3 cũng rất là đẹp trai ạ. Ê, mình qua coi cái người ăn hết con vịt quay đi. Đúng rồi, tôi thích cái ông này nè. Tại vì bản thân dạ cũng rất là thích ăn vịt quay. Tướng hình mảnh mai, gương mặt thì tròn tròn dễ thương. Mà làm thì sao mà lại ăn hết nổi một con vịt quay? Nói tôi nghe thử coi. Quý có khả năng ăn rất là nhiều, quý có thể một mình uống hết 100 ly trà sữa. 5 ly trà sữa mà không tăng cân. Không tăng cân. Có chơi thể thao nhiều không? Thường thì quý không có thời gian nhiều chơi thể thao, nhưng mà mỗi sáng quý dành 30 phút để chạy bộ.
Trời đất ơi, làm sao có thể ăn uống cỡ đó mà không mập ta? Giá như tôi cũng được như vậy. Xin chúc mừng Kim Tuyến đã xuất sắc đem về cho mình 15 điểm. Quỳnh thì chỉ có 5 điểm thôi, nhưng mà em ơi đừng lo, cơ hội vẫn còn rất nhiều. Cơ hội gỡ điểm vẫn còn ở vòng 2. Nhưng trước hết thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút.